trước đó trong công ty là ai cũng biết cái này là một cái cậu bé. Em là một cái đứa nó già chứ quỷ. Ủa vậy chứ giờ mình là gì của nhau vậy? Mình là người yêu của nhau. Em mới gọi cho mẹ chồng em là giờ chị thấy vậy coi bất hiếu không? Nghĩ sao sống chung vậy? Rồi giờ sao chị tính sao? Cưới luôn đi. Xong rồi tự nhiên hai đứa cưới luôn. Hết hồn hết vía vậy. Cái nết ngủ kỳ quá. Sao nó ngủ sao? Tự ngái xong rồi tự giật mình. Lâu xì hơi giật mình cái nữa. Bị hốt hoảng trong giấc ngủ. Tối đó tụi em mới vừa lãng mạn xong. Xong tự nhiên cái ảnh ngủ trước em. Cái ảnh ngái quá trời ngái luôn. Xong cái ảnh xì hơi cái. Thấy mẹ rồi. Hối hận quá. Dạ, cách đây 10 năm tụi em là chị em. Vậy hả? Dạ. Mia là em 20, 29, ảnh là 26. Dạ. Cách đây 10 năm thì tụi em gặp nhau trong công ty của chị Ngô Thanh Vân, là lúc đó anh họ của ảnh là giám đốc âm nhạc trong công ty. Thì lúc đó em đang học ở tại đó cho nên là ảnh tới chơi, ảnh vừa đi du học về ảnh tới chơi, thì lúc đó anh không có bạn, thì ảnh mới bu bu với mấy nhỏ gái như em vậy nè. Thì cái chị Trinh cho em đi chơi với nha, chị Trinh, tên thật em là Trinh. Dạ. Lúc đó thì cũng chị em thôi, không có suy nghĩ gì hết á. Dạ, khoảng 4-5 năm sau quay trở lại gặp nhau, tự nhiên thấy đẹp trai hẳn ra. Nói nghe nè, đi du học về đúng không? Dạ. Đi du học ở đâu nè? Dạ, bên Singapore. Bên Singapore về. Dạ. Lúc đó cho dù không đẹp như bây giờ đi chăng nữa thì chị đảm bảo vẫn có cái nét của bây giờ đúng không? Dạ, dạ. Và như vậy rõ ràng là đẹp chứ không hề xấu. Mắc mớ gì mà chọn có cái chị Trinh này mà không chọn chị khác. Thực chất lúc đó em mới vừa đi du học về thì coi như ở đây không có bạn gì hết. Thì cứ đi theo người anh đó, rồi cứ đi chơi với anh đó, rồi lên gặp cô gái này và thêm hai cô gái nữa. Trọng tâm ở chỗ là tại vì lý do tại sao là chọn cô này. Em đẹp đúng không? Cô của em thích là một cô gái cá tính, nhảy hip hop đồ đó. Rồi trong cái quá trình gặp gỡ thì cũng có đi chơi chung, cũng có giao tiếp, rồi nói chuyện qua lại cũng bình thường thôi, nhưng mà vẫn chỉ coi như là chị em. Tự nhiên mấy năm sau thì tự nhiên bỗng nhiên ông này cũng mới chia tay, em cũng mới chia tay, xong giống như hai người free tự do, nên là tự nhiên gặp lại nhau đồng thì cảm. Nó có một cái cảm giác gì đó nó sét đánh em trước. Em không hiểu tại sao luôn. Nhưng mà khi mà sau cái quá trình mà 5 năm sau mà gặp lại đó, thì em lại xưng là xưng tên chứ không phải là xưng anh chị với em nữa. Kiểu lúc đó là thấy gái là đẹp tên. Khi mà em gặp lại, dạ, em có cảm nhận được là Mia thích em không? Em cũng thấy giống như là vẫn thân thiết với nhau thôi. Nhưng mà em không cảm nhận được đâu. Với lại là một phần lúc đó em cũng giấu kín lắm. Tại vì lúc trước đó trong công ty là ai cũng biết cái này là một cái cậu bé. Dạ. Em là một cái đứa nó già chứ quỷ. Xong rồi tự nhiên bây giờ hai đứa quen nhau, nó một cái trở ngại mà em sợ người khác suy nghĩ về em á. Là như vậy cho nên là em cảm thấy cái điều đó là sai rồi, cho nên là phải giấu đi. Giấu trong bao lâu? Giấu nó khoảng chừng một tuần thôi. Giấu lâu quá. Giấu lắm luôn. Ủa nhưng mà đến khi nào thì đó? Trong một cái sự kiện nào? Dạ, đến khi ngày hôm đó có một cái buổi tiệc cùng với ông anh họ em luôn. Thì xỉn vô rồi, say xỉn một chút xíu rồi, thì ảnh mới nói là ủa hai đứa bay hợp nhau, sống quen nhau đi. Tự nhiên cái câu nói đó nó giống như là để cho em suy nghĩ là nếu như hai đứa mình quen nhau thì người ta cũng suy nghĩ gì đâu, thấy cách cũng không kỳ lắm đâu. Cái tự nhiên em open liền luôn. Open là em open chủ động với bạn. Open liền luôn. Xong cái em hỏi một câu là ủa gì chứ giờ mình là gì của nhau vậy? Wow. Em hỏi thẳng luôn. Hỏi một câu thẳng thắn. Lúc đó bạn này trả lời sao? Mình là gì của nhau rồi đó em nói. Mình là người yêu của nhau. Dạ, trả lời liền luôn. Lúc đó là trong cái tiệc đó. Dạ, trong cái tiệc đó luôn. Tên luôn. Dạ. Cả hai bạn có cái điểm gì nó giống và có điểm gì chung với nhau? Dạ, một cái điểm chung đó là em cảm nhận được cái tâm của anh này giống như em. Là ảnh rất là lành luôn. Dạ, đôi lúc đó ảnh còn trẻ thì ảnh có hơi ngông cuồng chút xíu thôi, nhưng mà em vẫn nhìn sâu được bản chất của chồng em rất là lành tính. Cái đó nó làm em ấn tượng và nó kết nối được với em. Dạ. Mà có cái gì không hòa hợp không? Không hòa hợp là chồng em lúc đó, nguyên gia đình chồng em luôn, là đam mê mô tô, đam mê tốc độ. Mẹ chồng em có thể chạy từ đây qua tới Malaysia luôn. Đi khắp đất nước Việt Nam mà không thấy mệt. Gia đình chồng em cứ một đi một cái là nửa tháng. Là cả nhà cùng kéo nhau đi hết. Mô tô hết luôn. Rồi giờ sao em ngồi nổi? Mẹ chồng là nhiêu tuổi rồi? Dạ mẹ chồng nhiêu ta?
1962 á. 1962. Trời đất ơi, là hôm tôi 4 tuổi mà đi cái mô tô. Dạ, trời ơi, em phải cung cấp hình của mẹ chồng em cho chương trình mới được. Tại trời vì em cũng phải hay quá vậy. Hết hồn luôn á. Đi mà khủng hoảng luôn, đi bây giờ đi hơn chồng em luôn. Nhưng mà cái lần đầu tiên em gặp mẹ chồng em á, em có bị sốc không? Em hơi sượng. Là tại vì cái lần đầu đó mẹ chồng em không có biết nghệ sĩ là ai hết. Dạ. Thì lần đầu tiên đó là mới có một tháng quen nhau là ông này dẫn em đi gặp mẹ chồng em trong cái buổi tiệc đi chơi của cả cái group mô tô. Xong rồi hôm đó tóc tai em thì vàng khè, xong rồi gặp mẹ chồng cái mẹ chồng đi chỗ khác chứ. Xong cái lúc đó em cũng mờ nhạt hình ảnh, em cũng không biết làm sao để mà chào hỏi luôn. Xong em cũng im luôn. Xong rồi mấy tháng sau ông này mới thực sự dẫn em về nhà, giới thiệu đây là bạn gái của con. Nhưng mà cái lần thứ hai đó về thì sao? Dạ lần thứ hai về thì rất là khác. Khác à, đây con là bạn gái của Vương hả? Con nhiêu tuổi? Dạ bằng tuổi. Phải nói bằng tuổi luôn. Nhưng mà gia đình em thì sao? Gia đình em có biết bạn này nhỏ tuổi hơn em không? Dạ biết, ban đầu khi mà biết ban đầu thì vẫn giấu. Vẫn giấu nhưng mà là nói nhỏ nhưng mà nhỏ hơn có 1 tuổi à. Trước khi mà về ra mắt đó là cấm luôn cản luôn. Biết nhỏ tuổi hơn nhưng gia đình cấm luôn. Dạ cấm cản là kêu là bây giờ thứ nhất nhỏ tuổi, thứ hai là không biết lo được cho em hay không. Xong rồi nói là không hợp tuổi. Rồi con là phải cái người lớn tuổi hơn, không có được quen như vậy, nói chung là cấm cản hoàn toàn. Thì trong cái giai đoạn mà quen ông này là em giấu. Xong rồi mẹ em vẫn làm mai cho em những cái người khác. Nhưng mà có khi nào mẹ tổ chức một cái buổi mà để cho em gặp gỡ với cái người mai mối đâu? Dạ, gặp luôn xong rồi đi chơi với người đó phải chụp hình cho mẹ em coi. Là đang đi chơi như vậy đó mẹ. Là trong thời điểm đó là em vẫn còn đang quen đó là hai đứa có cãi nhau. Thì cái thời gian đầu hai đứa giống nói chung là sóng gió lắm. Mia là một người rất nóng tính. Em trước đây cũng là một người rất nóng tính. Hai cái nóng cộng lại thì nóng hơn. Làm ra nó bành. Thì bây giờ tới bây giờ thì khác nhiều rồi. Nhưng mà lý do gì mà hai người lại quay lại với nhau? Em nghĩ nó là cái duyên á. Cái duyên á, tại vì lúc đó là cũng gần như là em xác nhận là em sắp quen anh kia luôn rồi á. Em cũng cố gắng em đi ăn với ảnh, em cũng gấp đồ ăn như gấp với chồng em, nhưng mà em lại cảm giác nó một cái cảm giác nó đơ, nó không có cảm giác gì hết. Em thấy tự nhiên em nổi da gà lên luôn. Là cái cảm giác nó kỳ cục lắm kìa. Xong rồi em không phải như không thể như vậy được nữa. Thứ nhất là cũng tội nghiệp anh kia. Rồi em cũng dứt khoát với anh kia luôn để em quay lại với ông này mà cũng quay lại lén lút. Lúc nhưng mà lúc đó khi mà gia đình em cắt đứt với anh kia thì gia đình em có la em không? Dạ cũng không ông gia đình em cũng không biết. Không biết. Dạ anh kia anh cũng vẫn giữ nhắn tin cho em đều đặn vậy đó. Anh nói với mẹ của em là để con từ từ thuyết phục Mia nó dạng vậy. Rồi cái lần quay trở lại đó thì chắc chắn là tình cảm là kháng khích hơn với anh này. Với lại mẹ em từ khi mà mẹ em xác nhận cho hai đứa yêu nhau để tiến tới hôn nhân á là mẹ em thương ông này luôn. Cơ duyên nào mà mẹ em cho phép hai đứa tụi em yêu nhau? Dạ lúc đó tụi em lén sống thử. Tức là thật ra tụi em cũng lớn rồi, biết được là mình nên làm gì. Cũng phải là lén gì, nhưng mà tại vì em sợ ba mẹ em buồn thôi. Thì tụi em sống thử dọn nhà vô ở chung. Ổng có nhà mà không ở, không ở nhà em. Xong rồi cái thời gian cái bị phát hiện ra, cái xong cái mẹ em mới nổi điên lên. Mẹ em mới gọi cho mẹ chồng em là: giờ chị thấy vậy coi bất hiếu không, nghĩ sao sống chung vậy, rồi giờ sao chị tính sao? Mẹ chồng em cưới luôn đi. Xong rồi tự nhiên hai đứa cưới luôn, hết hồn hết vía vậy. Thật ra tụi em tính là năm nay tụi em mới cưới nhưng mà cưới luôn năm ngoái luôn. Coi như là mọi chuyện nó rất là bất ngờ. Rồi ảnh có bắt đầu thể hiện một cái màn cầu hôn lãng mạn với em? Dạ có, lúc đó cũng gần cưới rồi mà không thấy cầu hôn gì chứ. Vài tháng. Cái xong em nói ủa định quên luôn hay gì vậy, không cầu hôn tôi gì vậy. Em này tự người ta chuẩn bị làm cái em nói vậy. Xong cái cũng lên nhà hàng đồ làm cầu hôn đồ, cái nói em làm chồng anh nha. Tay luôn. Em làm chồng nhiều anh lắm nha. Nói vậy là sai rồi, làm lại đi. Cái ngày hôm sau hẹn bạn bè đông đủ hết, lại một cái nơi lãng mạn tổ chức tiệc, cái bí mật lên cũng cầu hôn em một lần nữa. Em đồng ý lấy anh làm vợ nha. Cùng một nội dung.
cùng một nội dung nhưng mà cách nói khác. Sao lúc đó chữ của em nó bay văng nó hết trơn rồi. Rồi lần đó em có chỉnh không không? Dạ thì đó lúc đó em cũng chịu luôn. Thấy vui quá chứ. Chỉnh được không? Ông kêu làm lại lần ba. Lần đầu thì Mia có xúc động nhưng mà chưa tới mức mà khóc. Còn cái lần thứ hai là ở Đà Lạt và có sự chứng kiến của chắc cũng phải 20 mấy người bạn á, rất là đông, thì lúc đó Mia khóc giống như khóc òa luôn. Giống như là mặc dù lộn nhưng vẫn khóc, đúng không? Cảm động. Tại vì hai đứa cũng trải qua nhiều gian nan mới cưới nhau được. Rồi cứ làm với tụi em đi, là cưới nhau được bao lâu rồi? Một năm hai tháng. Rồi có làm giấy hôn thú chưa? Tụi em quên luôn á. Dạ, thực ra là tụi em có làm rồi nhưng mà cho đi về Vĩnh Long làm một cái giấy độc thân á, xong nó hẹn cái ngày á, cái tụi em lên đi làm xong rồi quên. Quên xong giờ cái phải làm lại cái đó nên tụi em lười biếng. Nhưng mà chị nói nghe nè, hai đứa phải làm trong lúc còn đang rảnh rang nha. Dạ. Tại vì á không á là mai mốt mà có con một cái xong mà đi làm cái giấy đó để mà đăng ký giấy khai sanh rồi khai sanh cho con là rất mệt. Đúng rồi. Cho nên bây giờ là tranh thủ mà làm đi. Hồi xong chương trình thì xong về làm đi. Dạ, làm liền. Vậy là một năm hả? Lấy làm được. Dạ, một năm mấy rồi. Tháng 1 năm 2019. Dạ. Rồi có lòi ra cái tật xấu gì không? Dạ. Chồng em thứ nhất là ở dưới áo mặc cả ngày rồi xong về cái bài đặt phơi mà phơi lên cái ghế salon á, cái phơi lên cho nó ủ thúi thúi chơi vậy, xong cái em mới lấy em đi giặt cái là thôi. Con mắt đứng giặt con mắt. Chưa dơ. Nó trời ơi nó túi. Túi quá nhiều, chưa dơ nữa. Nó sao em phải lén em đi gom đi giặt. Có bữa em giận quá cái em gom bỏ một rác luôn. Đó, xong sợ giờ đỡ rồi. Với lại thêm cái nết ngủ kỳ quá. Sao nết ngủ? Tự ngái xong rồi tự giật mình. Lâu xì hơi giật mình cái nữa. Bị hốt hoảng trong giấc ngủ. Tức là tự ngáy tự giật mình với tiếng ngáy của mình luôn. Dạ. Rồi nói chung mỗi ngày em sống với lại sóng gió bão táp, lúc mà ban đêm vậy á em phải mua hai cái cục em nhét lỗ tai em mới ngủ được. Dạ. Nhưng mà nếu không có em ngủ không được. Nhưng mà là trước đây lúc mà sống thử là ảnh cũng ngáy vậy luôn hay sao? Dạ. Cái ngày đầu tiên mà hai đứa em ngủ chung ứ ừa. Tối đó tụi em mới vừa lãng mạn xong tự nhiên cái ảnh ngủ trước em, cái ảnh ngáy quá trời ngáy luôn, xong cái ảnh xì hơi cái quá nó, thấy mẹ rồi hối hận quá lỡ trao thân rồi trời ơi. Mà qua mấy bữa hôm sau thì đỡ hơn rồi, có bữa có bữa không vậy, lâu mới một lần. Bây giờ từ không từ có là dạ. Là không được bây giờ không có là càng tốt. Bữa khi em đi làm ở xa đó em không về đó, trời ơi không có chồng á giờ ngủ ngon sướng lắm, ngủ thẳng giấc luôn không ai. Nhưng mà buồn Dạ. Rồi còn gì nữa nè, vợ nổi tiếng nè. Dạ. Xinh đẹp nè. Dạ. Có ghen không? Dạ ghen, mà ghen ngầm, không có bộc lộ ra sợ quê hay sao. Đó giờ có cái mặt thiếu điều muốn nổi gân lên vậy đó chị. Mà có bao giờ thể hiện không? Dạ có. Có mấy lần em đi tập gym á, thì tập gym xong sẽ có một cái bộ môn là căng cơ, thì cái người thầy đó người ta sẽ căng cơ cho mình, nhưng mà cái thế căng cơ nó hơi nhạy cảm. Cái ông này ông ngồi ổng cười mà cái mặt ổng giống như bị sượng đơ mà kiểu cười em mà, nhìn là em biết cười. Dạ. Mà cứng họng. Dạ. Mà hỏi ổ ghen hả? Không cơ. Lúc đó không có làm gì đó. Em thấy tại vì em cũng đi tập trung một chỗ thì em thấy căng cơ vậy đó, cái em lại ngồi kế bên nhầm. Rồi vậy thôi, em ngồi kế bên thôi. Kiểu là ngồi kế bên để cho cái người kia đừng có làm cái gì mà cũng áp lực. Dạ đúng rồi, ổng áp lực. Cuối năm ngoái em thi một cái chương trình truyền hình thì có phần thi đó em phải đu dây, thì em đi tập đu dây thì nào ngờ là tới đó anh thầy đu dây anh sáu múi đẹp trai quá đi. Xong thì đu dây lên anh phải ôm đồ quay đồ này kia chồng em, cái em nói nè chồng quay lại cái clip để hồi vợ về giờ vậy coi vậy tập lại hay gì này kia, về không thấy clip nào hết trơn. Tại ông run tay không phải không thèm quay luôn, nổi điên quay chỗ khác. Dạ giận bây giờ tự nhiên giữ lại cái hình ảnh sáu múi cho vợ nó coi hoài. Đó là cái tâm lý sao chú đàn ông mà chú phải hiểu cái tâm lý đó chứ, chú này thực sự luôn. Dạ. Em nhìn em thấy ngứa mắt lắm, tại vì đã ở dưới cái dây thì nắm dây thì vợ em thì đứng dây, còn cái anh thầy đó anh đứng đằng sau anh cứ vịn anh cứ sao sao á, phải giữ eo rồi đồ. Khi mà kéo dây bay lên là hai cái như dính chùm vậy đó. Trời ơi. Nhưng mà không quay luôn, đi ra chỗ khác luôn. Nhưng mà về là có tỏ thái độ không? Dạ không, ảnh thật ra ảnh là một cái người rất là hiền luôn á. Dạ kiểu giống như là mỗi lần giận lên là giận vậy đó, nhưng mà cũng ráng kềm chế lại chứ chưa bao giờ mà phát
phát ra một cái câu nào đó làm tổn thương Yến chứ. Tức là im lặng. Dạ. Ghen cũng trong im lặng. Dạ. Giận cũng trong dạ. im lặng. Phải để bụng một xíu. Ủa vậy hả? Để bụng. Để bụng nhưng mà bụng dần dần nó hết. Là chứ nó không phải là nó... Hèn, rồi giờ tôi biết lý do tại sao xì hơi trong giấc ngủ rồi. Có như là ép xuống đó thì xuống bao tử ruột non ruột dạ. già tống pẹt ra ngoài sao. Chính là như rồi, vậy. Nếu vậy thì thôi đừng rồi. Đừng có cho cái đó là tật xấu đi. Dạ. Tật cưng. Giờ tới em đó. Dạ. Búp bê sô cô la. Dạ. Cô ấy có tật xấu gì không? Thật ra vợ em cũng ít tật xấu á. Chỉ có là ngủ nhiều. Hơi làm biếng. Nhưng mà lúc mà siêng lên rồi á là không ai cản được. Cái nhà hơi bừa chút xíu thì ví dụ như làm biếng là nằm luôn, không thèm làm luôn, để cái chị giúp việc chị làm. Còn mà lúc mà siêng đó là từng cái ngóc cái ngách đó mà em có cản đi cách mấy hay có đâu có dơ đâu. Là bươi ra. Mở bươi hết ra cho cái nhà tùm lum lên hết xong bắt đầu xếp lại ngay từ đầu. Hơi kỹ tính nhưng mà nóng tính lắm. Ở nhà chửi em hoài à. Mỗi lần mà vợ em mà nóng tính lên ngoài cái chuyện quát ra thì cổ còn cái gì nữa không? Có đập đồ không? Có, nhà có đập đồ. Lúc cô đập đồ lên vậy thì em lúc đó như thế nào? Sau này á, em hiểu tính rồi. Vợ mà nóng là em phải lạnh. Giống như là bản thân em không được phép bật lại bất cứ cái gì hết trơn á. Có nghĩa là cho nó đấm vô bông gòn, nó đấm mồi mỏi tay tự nó ngưng đúng không? Nhưng mà đập đồ là đập đồ quý không? Chứ còn nhiều khi khôn lắm. Giống như đập em vậy đó. Đồ ông không chút nữa điện thoại lửa điện thoại là cất lại chết rồi chị ơi em nằm trong cái dạng đập đồ ngu trời ơi vậy là đập điện thoại có nghĩa là tức lên đập là không suy nghĩ luôn dạ đúng rồi em không suy nghĩ bất cứ đập điện thoại em đập tivi em đập tùm lum xong rồi ở nhà chồng em có một cái bộ sưu tập nón bảo hiểm để đi mô tô thì mỗi cái mấy chục triệu rồi đó cái em bình thường là em sẽ xếp em lao gọn để em sắp xếp lên tới chừng em đi em luôn. Trời ơi má ơi. Như vậy là bây giờ á cái chỗ nào bà hay đập đồ á sắm đồ nhựa hết. Mỗi lần gây lo cái đó để cái gì bà đập. Nó mà không có thay đổi là thời gian sau gia đình em xài đồ nhựa. Đưa anh chị em nghệ sĩ về coi nhà thăm nhà đi thường nhá, mày sao đồ nhựa mày. Nhưng mà bây giờ là hết rồi. Từ khi mà tụi em kết hôn. Nhưng mà anh cũng muốn biết là cái lúc mà cái cơn mà của chồng em mà giận lên, cái đỉnh điểm của chồng em giận lên đó là như thế nào? Điểm chồng em là lúc mà em túi bộ em như một con điên luôn á, là chồng em nắm lại chặt lại cái xong nhìn em cái bình tĩnh giờ bình tĩnh cái nào lộn nó rất là tình bình cái đó con em tình bình con em tình bình coi giống như em về làm chồng anh nghe đó anh hỏi nè rồi giờ em mong muốn Mia thay đổi điều gì và em là vẫn là như vậy vẫn yêu thương em vẫn lo chăm sóc cho gia đình rồi vẫn xinh đẹp vẫn hát hay rồi nói chung là vẫn là vợ em thôi tại vì em cũng không có muốn thay đổi gì hết. Có cần bớt nóng tính lại không? Cái đó giống như là muối mắm muối nêm thêm cho tình yêu nó vui thêm thôi. Trời ơi rồi nó đập đồ nữa là tiền đó mà sắm ông mà phải mong muốn thay đổi nhân cơ hội này em bớt phải mong muốn đi. Em phải bớt nóng lại bớt chửi anh lại nhẹ nhàng lại chút xíu đừng có đàn ông quá giống như có hai đàn ông trong nhà vậy đó đàn ông lại chút xíu. Thôi Mia. Dạ. Thấy búp bê không? Thấy búp bê sô-cô-la thấy ghét không? Vợ em chỉ mong muốn vậy thôi. Đừng chỉ là như vậy thôi. Chích cho một cái nói đó. Muốn em bốn cái cho Mia. Rồi giờ tới Mia đó. Dạ. Mà muốn anh ấy thay đổi điều gì? Thật sự á, đối với chồng em á, chồng em ở thời điểm hiện tại là đã quá tốt với em rồi. Dạ. Quá dễ thương, dạ, so cute. Dạ, dạ, em không cần chồng em thay đổi gì hết, chỉ là phát huy ở những cái điểm tốt đó thôi. Đúng. Nhưng quan trọng là đừng có xì hơi ban đêm. Không xì là nó bục ra. Nó phải xuống. Xì đi. Phải xì. Viết đừng có nói lộn nữa. Tình bính, em tình bính. Tình bính. Cưng quá. Nhưng là em yêu chồng em là yêu từ đỉnh đầu tới gót chân. Em yêu tất cả đó. Mặc dù có những cái tính xấu này kia nọ nhưng mà duy nhất một điều mà em không chấp nhận được đó là nếu như có một người mới có một người bạn gái mới hay gì đó hay là có một người nào đó để ý mới thì hãy nói với em lúc nào em cũng nói với chồng em vậy trơn á là em cho anh đi với người đó nè giờ chị đổi chị chỉnh chút xíu thôi em đừng có nói cái chữ là yêu người mới em phải nói nó sớm hơn có nghĩa là anh chuẩn bị say nắng ai làm cho nói với em đó nhớ nghe đó là chận từ cái thủa bơ vơ mới về chứ còn mà quen rồi là vô tới quen nhà rồi là nó vô tới nhà rồi đó dạ.
thì hai đứa cưng quá. Ừ, dễ thương quá. Bây giờ nè, lần đầu á em làm chồng anh nghe, lần thứ hai em có đồng ý ra làm vợ không? Nó chưa trọn vẹn thôi, hôm nay nhân cơ hội trên sân khấu này có muốn nói là một lần nữa mà cho nó trọn vẹn hay không? Nghe chưa? Dạ. Rồi. Đó, đứng lên mẹ. Cưng ghê không? Trời ơi, nói lộn nữa. Em làm vợ anh nhá. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thôi rồi. Trả lời, trả lời. Dạ, trả lời. Trời ơi. Trả lời. Dạ. Em sẽ làm vợ anh. Rồi. Rồi, cảm ơn hai bạn, một cặp đôi rất là dễ thương, rất là hạnh phúc. Dạ. Và không có gì hơn là chúc hai bạn có hạnh phúc như thế này. Dạ. Và nếu được, màu màu của em bé để cho cả hai bên nội ngoại đều vui. Dạ. Mỗi cuộc hẹn hò giống như là đi chạy giặt. Cái tự nhiên cảm giác mình không muốn tân hôn nữa. Cưới về xong, thôi thôi, bỏ em nhà của mình anh, đi với bạn. Xin chào hai bạn. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Hữu Trí, nghề nghiệp em là kỹ sư. Hai vợ chồng em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. Trí đang nhiêu tuổi rồi Trí? Dạ em 28 tuổi rồi. 28 tuổi rồi hả? Dạ. Ôi, trẻ quá luôn vậy hả? Hay còn em? Chào chị Hồng Vân, chào Nút Thuận. Em tên Trương Thị Phương Anh. Em 29 tuổi, em đang làm giám thị cấp 2. Có phải là hồi xưa là hai người chắc là đi học chung trường với nhau? Dạ. Và họ đã thương nhau và thầm như yêu nhau từ cái thời học cấp 2, cấp 3 rồi đúng không? Ủa sao anh hay vậy? Chính xác luôn. Trời ơi, chính xác luôn hả? Trời hay quá. Trời ơi, trời ơi. Hay quá rồi, bữa nay quá đúng, quá đúng luôn nha. Thiệt gì luôn hả? Dạ. Quen nhau lớp 11. Lớp 11 là 17 tuổi. Quen đó có nhiêu, có 11 năm. Wow. Nhưng mà chính thức yêu nhau có 2 năm rưỡi thôi. Ủa như vậy là tụi em mới cưới nhau thôi đúng không? Dạ, tụi em cưới được 3 năm 7 tháng. Rồi, bây giờ hãy kể và tâm sự cho chương trình Vợ Chồng Son được biết là chuyện tình yêu của các bạn bắt đầu như thế nào. Dạ, lần đầu tiên em gặp vợ em là vào cái lễ tổng kết Hoa Phượng Đỏ. Khi về thì ai cũng có cặp hết. Thì chỉ có vợ em là không ai trở về. Lúc đó em có chiếc xe đạp cuộc. Thì em mới tình nguyện là cứu vớt vợ em. Là chở vợ em về từ quận Nhất về quận 7. Đường thì xa, trời thì nóng. Mà vợ em ngồi trước, vợ em cứ kêu ca ngoài. Sao em đạp chậm quá vậy? Thì sao mà đè vợ em ngoài vậy? Chỉ biết là cái xe đạp cụ phải ngồi xíu, phải in lên nè, in lên nè. Nhưng mà em ngồi vậy em khó chịu không? Khó chịu chứ sao không anh? Mà mình vừa bực mà vừa tới ổng cũng tội nghiệp, chở mình qua tới ba cái cầu lần. Trời ơi. Lúc đầu là bực xong rồi nó hồn nghe bịch 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 bịch. Nhịp tim nó nói gì? Đúng, em nghĩ là nhịp tim nó nói cái gì? Nói gì? Nó mệt. đúng rồi, hay quá luôn. Lúc đó mới nói được gì? Nhưng... Đúng không Trí? Dạ, dạ. Lúc đó nói gì đó, đã mệt, thấy mồ luôn nha. Nhưng mà từ đó cái tự nhiên em có cái cảm giác là hơi thích thích. Thì sau khi đi chương trình đó về thì em ngỏ lời là nói là em thích chồng em. Bạn muốn nhận lời đó thì không? Như thế nào? Tướng tỏ tình là một buổi chiều mưa. Đó. Đứng gần nhau càng nghe rõ nhịp tim nữa ai mà anh này anh đập tim anh đập nghe rõ lắm chị. Cái xong rồi em mới tay đụng tay, lúc đầu là một ngón xong nó hồi là nguyên bàn luôn. Em nói Chí, anh cũng có cảm tình với Chí lâu rồi. Em lên Phương Anh. Chí, anh có cảm tình với Chí lâu rồi. Trời, giống tâm sự hai đồng đó. Rồi sao rồi lúc em... Trí trả lời sao Trí? Nhiều khi nghe cũng bị nhột nhạt chứ bộ đúng không? Dạ, em cũng trả lời là em cũng cảm có cảm tình với anh lắm. Trời, giống như cuộc tỏ tình của hai người đàn ông nữa. Lúc đó là hai vợ chồng mới chính thức quen. Ừ. Quen được một năm, học hết năm lớp 12, hai đứa chia tay. Ủa kỳ vậy? Lúc đó là do em muốn tập trung vào cái việc học trước. Khi nào đi làm thì mới tính tới viện quen bạn gái. Cho nên thôi em nhắn tin chia tay với cô này. Trời. Thì cũng hơi cảm giác em sao? Chia tay bao lâu? Sốc 4 năm. Trời, người ra đi mà tới 4 năm luôn hả? Mà sốc một cái là chỉ nhắn một tin nhắn thôi. Rồi cắt đứt mọi liên lạc. Em không tìm cách nào để em liên lạc được hết. Trời đất ơi. Trời. 4 năm đó em làm gì Trí? Dạ đó em thì em tập trung vào việc học. Đại học rồi ra trường. Em đi làm rồi á thì vô tình là em có một người bạn thân đi siêu thị thì gặp vợ em đang bán trong siêu thị. Bạn em mới cho cô này cái số điện thoại của em. Cổ mới nhắn tin cho em.
Lúc đó gọi là anh nữa, gọi liền. Gọi liền cũng muốn tìm ra nguyên nhân tại sao mà chia tay. Cái bắt đầu em mới hẹn ra nói chuyện. Lúc đó thì em nghĩ là cái này là có duyên, mình nên gìn giữ. Và khi nói chuyện thì em thấy là mình có thể bắt đầu lại mối quan hệ. Lúc này là đã trưởng thành rồi. Lúc đó yêu không? Yêu lúc đó yêu dữ dội không? Dạ yêu cũng dữ dội, mà mỗi cuộc hẹn hò giống như là đi chạy giặt. Tại vì nhà em rất là khó, em ở nước ngoài, 9 giờ tối là đóng cửa đi ngủ, đi chơi cái khoảng 15-20 phút thì về. Như vậy chắc chắn là đêm động phòng của các em rất tuyệt vời phải không? Dạ, vui lắm. Rất ý nghĩa. Đêm tân hôn thì lại hụt hẫng, do tụi em không hợp tuổi cho nên gia đình ba em là không có cho ở trong phòng tân hôn. Trời ơi. Mà bác phải vợ đem mùng mền chú gói qua cái phòng em trai ngủ nhà một đêm. Tức là kiêng cữ đúng không? Dạ. Như mình không có động phòng ở cái phòng của mình. Dạ. Mình mượn phòng một người khác. Dạ. Mọi thứ em chuẩn bị cho đêm tân hôn hết. Cái xong rồi bắt em đi qua phòng khác ngủ rồi. Cái tự nhiên cảm giác mình không muốn tân hôn nữa. Mà cái thôi nghỉ đêm đầu tiên của ảnh mà không ấy kỳ quá. Rồi cuối cùng thôi. Thì cũng làm lẹ cho đi ngủ. Trời, làm lẹ cho đi ngủ. Ê, mình hụt hẫng quá rồi. Nhưng mà đêm hai có lấy lại không? Dạ lấy lại hết. Lấy được hết luôn. Sau khi các em về ở với nhau rồi, dạ. Trong 3 năm qua ha, thì có cái chuyện gì mà các em chưa hài lòng hoặc có thể là thấy được cái tật xấu của người bạn đời của mình nó lòi ra không? Có dành. Lúc mà chuẩn bị cưới, hứa với ba cưới vợ cho con đi, con không chơi game nữa đâu. Con hạn chế bạn bè. Cưới về xong thôi ơi, bỏ em nhà của mình anh, đi với bạn. Nhưng mà anh biết không, là quản lý vợ dắt em cực kỳ chặt chẽ. Tới nỗi là khi em đi làm, là những anh đồng nghiệp ngồi kế bên là không cần mà biết giờ giấc, là chỉ cần mà nghe điện thoại em reo á là biết 5 giờ chiều rồi, là vợ em gọi em về. Bữa nào mà chiều đó mà em thấy mệt mệt trong người là biết ảnh đi chơi với bạn ảnh rồi. Là đi tới 11, 12 giờ đêm mới về. Mà cái giờ đi lên ngủ là bỏ vợ lên ngủ trước, mình ở đây chơi game. Ảnh thì mới game, còn em bị chết về cái con cái luôn. Sao chết sao? Tụi em cưới về 2 năm đó em ở nhà để chuẩn bị có con. Rồi mà đợi hoài không thấy, cái xong rồi mới thuyết phục anh đi khám bệnh. Mà đàn ông mà chị cứ mở miệng anh khỏe mà, em thấy anh khỏe không? Cái đi khám ra thì chồng em bị tinh trùng yếu. Khi uống thuốc điều trị hết 3 tháng, xong rồi tụi em mới thực hiện bơm tinh trùng thì thất bại. Rồi cái bơm đó nó chỉ là hơn cái bước kia chút đỉnh thôi. Chị nói em nghe, nếu mà riêng về cái vấn đề đó, tụi em đi thụ tinh trong ống nghiệm thì... cái là cái phương pháp đó đó, con tụi em cực kỳ khỏe luôn. Nó lấy hết cái tinh hoa của cha mẹ vô. Rồi bây giờ tới em đó Trí. Em có bức xúc gì không? Vợ em là trước khi cưới là hứa em là em sẽ là người vợ hiền. Vậy vợ em không hề chút nào. Rất thích là ngắt nhéo em. Rất là có khuynh hướng bạo lực kỳ cục đó. Nhưng mà em có đánh trả rồi? Dạ tất nhiên là không rồi. Mình là đàn ông mà anh. Đúng rồi. Rồi còn gì nữa? Rồi thêm một cái thú vui tao nhã là trước khi đi ngủ là hay đè mò mò nặng mụn em trước khi ngủ. Trời ơi. Cái này nặng bắt quyền đó. Mà ngộ em phải mò mà em mới ngủ được. Mà mò thấy cộm cộm cái là khửi. Cái nặng ông nát bấy thì có lẽ do bà nặng không á, đúng không? Rồi còn cái gì nữa em? Vợ em chưa có con cho nên rất là cuồng con. Vòng vòng nhà em là con nít đầy luôn á. Hôm nay ẵm đứa này về chơi, hôm sau ẵm đứa khác về chơi. Nó xí, cái đó không phải tật xấu rồi em. Dạ. Rồi mới về niềm. Xong rồi quậy ảnh á, anh không chơi game được, đó là tật xấu của em đó. Thôi bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Điều em mong muốn vợ em thay đổi là dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn là chăm sóc em và gia đình nhiều. Bớt quản lý giờ giấc em lại để em thoải mái xíu. Rồi em mong muốn Trí thay đổi điều gì anh? Em muốn anh là dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, phụ giúp ba mẹ, phụ giúp em công việc nhà, hạn chế chơi game lại để hai vợ chồng sớm có tin vui cho ba mẹ mừng. Tức là cái câu ngầm ý Trí có hiểu không cưng? Dạ. Bớt chơi game, chơi vụ kia. Rất nhẹ đó. Sau chương trình này anh cũng hứa với em là anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho em với gia đình, cố gắng là trong năm sau là mình đón thêm một thành viên mới. Bây giờ riêng cặp này nghe chị nói nè, em đừng có bị áp lực về vấn đề thời gian, áp lực về tuổi tác. Ví dụ vợ chồng có khi lấy nhau á hả, 5-6 năm mình tận hưởng, mình enjoy mọi thứ đi, rồi mình có con cũng được. Đây là mới có 2-3 năm lấy nhau thôi, chưa phải là dài.
Tại vì em biết sao, khi em bị áp lực về vấn đề đó, em sẽ không thoải mái trong việc đón nhận mọi thứ, kể cả thụ tinh trong ống nghiệm. Hai vợ chồng tụi em phải tương tác với nhau, quên hết tất cả những chuyện đó đi, thoải mái đi. Vì cái chuyện có con là chắc chắn rồi. Để chi trứng mình tốt, tinh trùng mình tốt, mình đi mình thụ tinh một cái là dính liền, có khi dính xanh đôi. Vui vẻ đi, buổi tối bớt chơi game đây. Đó. Rồi chúc hai em nắm tay chặt tay nhau để mà đi đến hết cuộc đời này, và năm sau sẽ có tin vui. Dạ, cảm ơn anh chị. Mình cũng đau rồi, ôi tâm thiên này của ông này thôi. Bị sốc tâm lý á, mình quay cho mình ôm chầu mình không, vùng cái tay ra, không có nằm chung đâu. Gặp cô này cô nặng hay sao, mình cứ suy nghĩ tiêu cực. Mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng thứ hai. Không biết họ sẽ mang đến cho chúng ta câu chuyện như thế nào. Mời quý vị thêm một tràng pháo tay nữa nào. Rồi, chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận cùng toàn thể khán giả có mặt tại trường quay hôm nay. Em là Lê Đức, hiện là năm nay em 30 tuổi. Em là luật sư cùng hãng luật tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em và vợ em hiện tại là đang ở quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi mời em. Dạ, chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và khán thính giả đang có mặt trường quay hôm nay. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc, năm 28 tuổi. Hiện em là chuyên viên pháp lý. Luật sư với pháp lý lấy nhau là đúng rồi đúng không? Chắc có lẽ là hai em quen nhau trên tòa án phải không? Dạ không, bọn em là khóa trên khóa dưới của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em với anh ấy là học chung trường, cũng không biết nhau mà là cùng chơi với một anh ở trong, hồi đấy bạn em tham gia ban phong trào. Em thì là tham gia chung ban phong trào với anh bạn đó, thì anh đấy lại là bạn thân của chồng em. Thế thì hẹn nhau đi cà phê thôi. Vô tình anh đấy lại rủ anh chồng em đi luôn. Thế là đến thì nói chuyện, thế là làm quen nhau. Nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên khi mà em gặp anh chàng này thì em thấy như thế nào? Hồi đó chồng em ốm lắm, không có như bây giờ. Ăn mặc cũng khá là bảnh bao, tóc vuốt keo, xong rồi đấy có cái mốt áo mà áo thun ấy mà cổ dựng lên thế này, trông sành điệu lắm. Thế mình nhìn ôi này, học trường mình mà sao trông bảnh bao, mình chưa gặp bao giờ. Đang ngồi uống thế này này, thế thấy anh điện thoại đến. Thế mình cũng đang bảo trời ơi tâm tiêm này của ông này thôi. Rút điện thoại ra, một cái điện thoại màu hồng chóe lẹ luôn. Đó, bắt đầu anh giật mình, em bảo chắc là không có men. Tức là bóng hồng luôn. Đây nè, anh này nè, màu hồng với màu tím. Đó. Hồng tím luôn. Mà đâu có sao đâu, sao đâu đúng đứa anh. Con, thấy không? Màu sắc không nói lên giới tính. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em thì sao? Em gặp cô gái này em có bị xuyến sao không? Ngay thì lần đầu thấy cũng tròn tròn dễ thương. Mới thích mái tóc búi sau đầu, yêu nước da mái tóc. Có như cái răng cái tóc là góc con người. Nhất dáng nhì da, nói chung là em yêu hết rồi còn gì. Rồi sau đó thì ai là người chủ động cua? Cái này thì cũng không rõ nữa. Bọn em quen nhau 6 năm nhưng có 3 năm là chính thức yêu nhau thôi. Lúc đó bọn em quen nhau lúc còn đang học thì cũng bạn bè thôi. Nhưng mà ngồi này bộc lộ tính gia trưởng ngay từ đầu chị. Chưa có chính thức với người ta nhưng mà muốn sở hữu. Có nghĩa là mà thấy em mà đi chơi với các bạn lớp bắt đầu hay ghen. Cũng chẳng phải vừa đâu chị. Trong lúc quen em nghĩa là bạn bè nhưng mà cũng thả thính dăm ba cô lắm, nhiều lắm ạ. Em giống như kiểu bề nổi ấy, là chính thức ấy. Nhưng mà vẫn có những cuộc hẹn ngầm bên ngoài. Hẹn thôi nhưng mà người ta thích mình thì mình không cấm người ta thích mình được. Còn có một cái điều gì mà nó khiến cho cả hai cảm thấy khó khăn, cảm thấy gặp gỡ trước khi đi đến hôn nhân không? Tụi em có tiền hôn nhân không? Dạ không, dạ không. Có, có thử không? Dạ không. Cũng không. Tại vì cái đó thì đó, điều đó là em đánh giá cao vợ em. Như lúc nào em cảm thấy là nghi ngờ về cái... Dạ có chứ, bởi vì 6 thứ 7 chủ nhật là em ở bên nhà cậu mợ em chơi. Thầy cũng phải cậu mợ em vào chứ, xong cuối tuần thì mà không đi chơi với bạn trai, xong cứ hỏi chứ mà bọn mày yêu nhau lâu vậy rồi, mày có thử nó không vậy? Trông tôi nghi lắm á. Thì mình bảo thế bây giờ không biết con làm sao. Thế bảo đôi tao chỉ cho, kiểu có động chạm tương tác gì đó để xem là anh này có phản ứng gì không. Nhưng mà thực ra em không có dám làm. Là tụi em lấy nhau là được mấy năm rồi? Dạ 2 năm rồi. Như vậy có nghĩa là tụi em năm nay em 28 tuổi. Dạ. Đúng không? Là em giữ từ năm 20 tới năm 26 luôn. Dạ. Trong 6 năm trời. Vậy thì chắc chắn là cái đêm tân hôn đó, đêm tân hôn phải là một cái đêm tuyệt vời đúng không? Tuyệt vời. Dạ, anh đúng được, rất là tuyệt vời luôn. Thành công, thành công ngoài mong đợi. Thành công ngoài mong đợi luôn. Sau cái buổi mà tiếp khách ở nhà hàng xong là về là em say tới một ngày sau mới tỉnh. Như
Ủa vậy là trất quất chứ đâu. Là giữ tiếp thêm ngày nữa đó. Là giữ đi. Coi như là 6 năm một ngày. Chắc là qua đêm sau đúng không? Dạ không. Đến ngày đó là em đến ngày. À. Lại mất tuần nữa. Chắc phải 2 tuần nữa. À, 2 tuần luôn hả? Bởi vì là bọn em còn vào quê nội. Như một vòng mà quê để thăm á. Như vậy là hai bạn đến, này vui quá à. Như vậy là đến 2 tuần sau mới bắt đầu viên mãn cái đúng rồi. Sau đó là mình ấy bù luôn đấy. Bù luôn. Nhưng mà giờ hai chồng là rất là coi như là viên mãn về cái vấn đề đó đúng không? Dạ vâng. Rồi bây giờ đến cái lúc mà sau khi cưới nè, trong 2 năm qua bao nhiêu những cái tính xấu của chồng của vợ có lòi ra không? Có chứ chị. Lòi nhiều luôn. Bởi vì trước lúc khi yêu nhau thì là chủ yếu gặp nhau đi uống nước xem phim thôi, nói chuyện thôi, không có được thấy cái phần mà ở nhà. Chồng em á cứ hay mấy mũi này nè. Thế xong mà em bảo thôi kìa, lấy khăn giấy bôi đi. Anh búng ra cái xong mày đo làm gì có cái gì đâu. Tí nữa tường nhà á. Đúng rồi. Khô luôn đó, nó khô luôn đó. Thôi còn tính xấu gì nữa? Ngồi đầu về kiểu bị sốc tâm lý á. Tự như vợ chồng mới cưới, mình quay cho mình ôm chồng mình không, vùng cái tay ra. Xong rồi thôi không có nằm chung đâu, em nằm xích xích cơ đi. Bảo sao hả? Anh nằm một mình quen rồi. Tâm ra nhiều khi mình bảo không biết ông này đi làm không gặp cô này cô nặng hay sao, mình cứ suy nghĩ tiêu cực á chị. Về cái kiểu hắt hủi vợ, cảm giác giống như là bây giờ mình có em bé, xong kiểu dạng đọc nhiều bài báo ấy, cứ kiểu vợ có bầu hay làm sao thì chồng không tình cảm, vợ chồng xa cách ấy. Nhiều khi cứ giống dứt khóc, xong chồng em mà có cái gì mà phải khóc, làm sao mà phải khóc. Thế bây giờ còn buồn nữa không? Dạ không, bây giờ không buồn nữa, bởi vì bây giờ em đa phần toàn ôm con ngủ thôi. Bây giờ quay sang ôm em. À, rồi còn gì nữa không em? Thí dụ như những cái cá nhân riêng tư này nọ rồi có thoải mái không? Dạ không, cái gì cũng cài mật khẩu hết anh. Còn quét cả mống mắt nữa cơ. Kêu là để anh ngủ em khỏi làm gì luôn. Bởi vì vân tay còn quẹt được mà. Ủa lý do gì mà em phải cài mật khẩu rồi em phải bảo mật cái thông tin dữ vậy? Không, thì bình thường điện thoại mình luôn cài mật khẩu gì. Tại vì vợ em không hỏi nên em cũng đâu trả lời. Với lại ví dụ mình cài bóng mắt thì khi mình mở rất là nhanh. Cái mục đích là mình không phải là để giấu vợ. Không, thôi không em. Tại vì ngày xưa lúc quen nhau thì hai đứa hay cầm điện thoại nhau á, kiểm tra này kia. Nhưng sau này thì hết rồi, thói quen đó là đã không còn nữa. Nhưng mà cái công việc của em về em có hay chia sẻ với vợ em không? Những cái áp lực trong công việc của em á. Tại vì giai đoạn này vợ em ở nhà để trông con á, cho nên là em muốn cho vợ em tâm trí hoàn toàn bình thường, không có phải suy nghĩ quá nhiều về công việc của em. Hầu như á, tính em là độc lập từ nhỏ, cho nên là mọi thứ em đều muốn là làm sao là mình làm tốt nhất, mình cố gắng nhất có thể. Thế là ảnh đi thường xuyên như vậy, cái chuyện mà đặt mật khẩu như vậy thì nó có bị ảnh hưởng đến cái chuyện quan hệ vợ chồng? Thời gian đầu thì thực sự là ảnh hưởng, bởi vì là nhiều người tác động nữa, nói là trời ơi chồng như thế, công việc như vậy, xong bề ngoài như vậy, khá là một cái người có sức hút. Mình lại đang ở cũ, mình đang chăm con như thế thì bắt đầu là mọi người cũng nói ra nói vào là không giữ chồng thế này thế nọ, thì bắt đầu là em có những cái suy nghĩ tiêu cực, thì bắt đầu là em kiểm soát, em cũng ghê lắm, xong rồi ngày nào cũng nhắn tin các thứ, xong bắt đầu là làm cho chồng em chắc là cũng mệt mỏi, giai đoạn đấy chắc cũng bị mệt mỏi vì áp lực công việc. Đến khi mà chồng em nói với em á, lúc nào anh cũng ở bên em, anh không có làm gì, anh không làm gì có lỗi với em cả. Thì mình thấy là bây giờ không phải là mình, cái cuộc sống gia đình mình không thể chỉ sống cho một mình, không chỉ là cái lúc yêu đương nữa mà mình có em bé rồi, mình nghĩ gì mình cũng phải nghĩ cho con. Sau đó thì em bắt đầu em thoải mái với việc giống như là thôi kệ đi, anh ấy muốn làm gì kệ anh ấy đi, miễn là lúc nào anh cũng nghĩ đến vợ đến con là được rồi. Bây giờ tới em đó. Dạ, bạn ấy có tật xấu không? Nói chung vợ em thì rất là hoàn hảo tuyệt đối luôn, nhưng mà lâu lâu thì hơi lộn xộn, trong khi em là một người rất là ngăn nắp. Mình bảo là vợ ơi em dọn giùm anh cái này đi cái kia, tại vì về mệt đôi khi em lười làm á, nhưng nói 1-2 lần cũng không xong, rồi cuối cùng mình phải sắn tay vào mình làm luôn. Rồi nhân đây thì muốn vợ thay đổi điều gì Đức? Dạ thì em mong vợ em là thông cảm hiểu cho công việc em nhiều hơn, rồi ngăn nắp hơn, rồi quan tâm chồng nhiều hơn. Ủa tức là vợ không quan tâm chồng? Có nhưng mà có nhiều lúc á, có những cái riêng tư á thì vợ quan tâm theo kiểu phải cách có cách hiểu của vợ, chứ không cứ nghĩ là quan tâm là cứ mình cứ ăn uống rồi chuẩn bị hay mọi thứ như vậy. Có khi là mình chỉ muốn ở một mình thôi. Có khi nào tất cả những cái điều mà em mong muốn vợ em thay đổi, những cái điều đó vợ em chưa thay đổi được, nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của em mà làm em cảm thấy em có một cái khoảng cách không? Thì
giữa hai vợ chồng có những cái khoảng cách hoặc là giận hờn thì cũng chỉ là ngắn thôi, tại vì tiếng em không có giữ lâu mọi thứ. Tại không. Biết sao không? Có hai loại đàn ông. Một loại đàn ông á là họ chỉ giận hờn hay bất cứ một cái điều gì hoặc những cái mà họ chưa có cảm thấy hài lòng trong cái cuộc sống, nó là một cái. Còn cái mà họ cần một cái quan hệ về sinh lý, nó lại là một cái hoàn toàn khác, nó không liên quan. Tôi giận bà đó, tôi bực bà đó, nhưng mà tối tôi vẫn phải quan hệ với bạn cái. Tôi nói ví dụ vậy. Đó là một loại đàn ông. Nhưng cũng có một dạng đàn ông khác là họ giống phụ nữ vậy đó, tức là họ đi đôi với cảm xúc. Trong cái chuyện vợ chồng là họ phải có cảm xúc. Thành ra tại sao chị hỏi em á, là để chị muốn tìm một cái chìa khóa trong cái mối quan hệ của tụi em. Nói là như vậy thôi, em tự hỏi, em tự biện hộ, em trấn an bản thân mình thôi. Nhưng mà thực sự là em đang rất là lao tâm khổ tứ, và em đang rất là khổ tâm với cái cảm xúc mà em đang gánh chịu. Chị hiểu cái điều đó. Chính vì vậy mà chị muốn nói với em á, là người chồng của em thuộc tiếp đàn ông thứ hai. Có nghĩa là anh làm gì anh mới đi đôi với cảm xúc. Thành ra là khi mà em nói những cái mong muốn đối với vợ thì em phải nói hết, để tất cả những cái điều đó nó không làm cản trở trong cái cảm xúc của em đối với mối quan hệ vợ chồng. Thôi nói tóm lại là ngày hôm nay, cũng như là sau những chia sẻ của chồng em, cũng như là với tất cả những gì mà em cũng đã tâm sự cũng như chia sẻ, thì anh hy vọng là hai vợ chồng em, cái mối quan hệ có thể là đã tốt rồi nhưng mà sẽ cải thiện, sẽ cho tốt hơn nữa. Và chúc cho hai vợ chồng em cứ luôn như thế này, luôn hạnh phúc và sẽ thấu hiểu nhau nha. Cảm ơn chị Hồng Vân đã góp phần.